Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Với cái tầm tiền từ 12 đến 17 triệu đồng, các bác muốn sở hữu một dòng TV phân khúc 75 inch mà chưa biết chọn loại nào thì hôm nay em sẽ tư vấn cho các bác hai chiếc TV, một là của thương hiệu TCL và hai là thương hiệu của LG, với phân khúc giá từ 12 đến 17 triệu đồng thôi nhé. Những dòng TV phân khúc 75 inch này đều có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và có thiết kế tràn viền. Đây là những cái model mà của năm 2022 rồi nhé. Ở đây thì em đăng ký một con TV 75 ở LG ở phía cái quầy bên này. Còn phía trong kia là em đăng ký một con TV 75 inch của TCL. Các bạn nào muốn mua dòng sản phẩm này có thể qua trực tiếp showroom bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội. Website là ecomac.vn hoặc là mua qua số hotline em để phần mô tả rồi nhé. Vâng, em sẽ đi gần hơn chi tiết sản phẩm dòng TV phân khúc 75 inch của LG rồi nhé. Ở đây thì em đăng kê con 75UQ8000 PSC, một dòng TV mà được rất nhiều các yêu thích. Những dòng TV như thế này thì vào cái thời điểm tháng trước hoặc là tầm độ Tết đang bán rơi vào tầm độ 20 triệu đồng. Và nó xuống dần cho bác từ gần 20 triệu xuống 19, 18, 17 và hiện tại bây giờ chỉ có hơn 16 triệu cho con TV 75UQ8000 thôi. Con này thì với thiết kế tràn viền, như em có nói thì hai con này đều thiết kế tràn. Cái phần viền tràn của TV LG thì nó được gọi là tràn thôi, nhưng mà nó không được sát mép cũng như là không mỏng giống như các thương hiệu khác rồi nhé. Ví dụ như là con TV của LG cũng như TV của TCL thì TCL thì cho các bác một cái thiết kế nó đẹp hơn và mỏng hơn. Cái phần viền này nó mỏng hơn, mọi người cứ nhìn cái phần viền này là biết. Tuy là bên LG họ gọi là tràn thôi, nhưng mà nó cũng tương đồng so với dòng TV của bên Samsung. Samsung của nó cũng tràn, nó có phần viền thiết kế tương tự như này, tương tự như này các bác nhé. Nó sẽ coi quát được hai viền hai bên và một viền trên cùng. Còn cái phần viền dưới cùng này thì nó cũng sẽ bo sát với phần tấm nền và nó sẽ dày hơn những cái phần viền còn lại. Đấy. Chân của con này thì được thiết kế chân là chân hai bên, chân chữ V úp ngược kiểu để hai bên. Thì các bác hoàn toàn có thể kê thêm một cái hệ thống loa sao 3 ở ngay cạnh TV. Đơn cử như mọi người có thể mua thêm một loa thanh, một loa trầm để chúng ta để loa thanh ở lằm dài ở đây. Còn loa trầm thì các bác để ngay bên cạnh. Đấy, chúng ta kê vào là nó đẹp hết mắt hơn rồi nhé. Ở phía đằng sau lưng của con UQ8000 này, sau lưng UQ8000 thì nó là lắp sau lưng bằng kim loại rồi nhé. Lắp sau lưng kim loại như này. Đấy. Các cổng cắm thì nó cũng cắm ở đằng sau lưng như này. Nhưng con này thì không có cổng 3.5 rồi nhé. Bây giờ những cái cổng 3.5 thì chúng ta không còn thấy xuất hiện ở trên các dòng TV nữa. Nó chỉ còn xuất hiện cho bác ở trên các dòng TV như là của bên Sony hay là của bên TCL thôi, là sẽ giữ cho bác những cổng 3.5. Còn những cái cổng này thì các thương hiệu của bên LG là Samsung họ bỏ cái cổng đấy đi, thay cho bác bằng một cổng quang học. Đấy. Và có USB, HDMI, cổng mạng LAN và cổng cắm anten để các bác truyền tải tiếng ra bên ngoài. Rồi nhá. Thì sơ qua con TV này bên ngoài thì cũng thiết kế cũng rất đẹp chứ không có điểm gì chê cả. Đấy. Thiết kế mỏng, màn hình 4K, chip xử lý sẽ là A5 Gen 5. Đấy, A5 Gen 5 và thế hệ AI trí tuệ nhân tạo của bên TV LG. Hệ điều hành của chúng ta sẽ là hệ điều hành webOS 6.0 như thế này. Hàng xuất xứ ở Indonesia mọi người nhá. Với cái hệ điều hành này thì mọi người nhìn thấy em đang đứng rất gần. Em phải zoom nhỏ lại thì mới bao quát được toàn bộ TV này, em zoom xa, zoom gần này. Đây em phải zoom cái chế độ là 0.5. Bởi vì ở cái khoảng cách đây em đứng nó chỉ rơi vào khoảng 1 mét thôi. 1 mét thôi mọi người nhá. Thì chúng ta nhìn nó rất chi là to. Với cái khoảng cách con này ít nhất là cũng phải từ 3 mét trở ra các bác mới xem được con TV là tầm độ 3 mét thì các bác xem được con TV là 75 inch. Gần quá thì chúng ta nó hơi đo mắt một chút thôi. Phía bên này thì chúng ta cùng xem cái công suất của nó như thế nào. Công suất của con này là 250W rồi nhá. Và hàng của Indonesia, model là 75UQ8000 PSC. Hiệu suất năng lượng là 3.27. Đấy, các cái giọng nói các thứ đầy đủ trên con TV này. Và con này thì có thêm điều khiển chuột nữa. Điều khiển chuột. Đây, các ứng dụng nó sẽ nằm ở phía dưới như này để các bác vào trải nghiệm thêm. Đấy, con 75UQ8000. Giá thực của con này em đang bán là 16.440.000. Em đọc tròn là 16.500.000 cho các bác con đấy. Bài điện tử 25 tại nhà và đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất ngoài nhé. Con TV thứ hai trong video lần này em giới thiệu cho tất cả các bác đó là dòng TV của TCL.
phân khúc là 75P638. Một trong những dòng TV mà BM có một số lượng hàng cũng khá chi là nhiều khi mà chúng ta có một giá thành tốt. Vì sao? Bởi vì nhập nhiều thì BM mới có giá thành tốt như vậy. Chứ không có cửa hàng nào mà bán một con TV phân khúc là 75 inch với giá là hơn 13 và dưới 10, à xin khoác hơn 12 và dưới 13 triệu đồng. Nó sát 13 triệu đồng rồi nhá. Cho phân khúc TV là 75P638. Thiết kế màn hình của nó là màn hình 4K và chúng ta có hệ điều hành Android trên nền tảng Google TV. Thì đây cái hệ điều hành của nó này. Một lát nữa nó lên sẽ lên cho bác cái video demo để các bác xem, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Em sẽ đi qua phần chi tiết bên ngoài trước rồi nhá. Đây sẽ là phần viền này. Viền của nó là bằng hợp kim. Hợp kim chứ không phải viền nhựa giống như của LG. Lắp sau lưng của nó cũng là kim, hợp kim rồi nhá. Hợp kim. Và thiết kế như em có nói thì TCL của nó có cái thiết kế mỏng hơn rất nhiều so với các thương hiệu khác cùng phân khúc. Ví dụ như con này cùng phân khúc là tầm hơn 10, hơn 12, dưới 13. Mà con của bên LG là tầm hơn 16 và dưới 17. Thì với vẻ ngoài thiết kế thì con TCL này nó sẽ là hơn hẳn rồi nhá. Với phần viền là kim loại và tràn mỏng hơn. Nếu các bác để trên kệ mà không nhìn vào để trên kệ thôi thì cái phần viền của nó giúp cho mọi người có một cái vẻ ngoài TV được đẹp hơn và bắt mắt hơn. Đấy. Phần chân của nó thì cũng được thuộc là chân hai bên và chúng ta cũng có thể kê thêm được một hệ thống loa sau 3 giống như TV của bên LG là có thêm một hệ thống loa sau 3 chúng ta để ngoài nhá. Và chúng ta có phần viền dưới cùng nó cũng được bo tương tự giống của bên LG như vậy. Ở công suất các thứ thì các bác cùng xem ở đây nhé. Nó cũng giống như con kia thôi. Con kia như là 230 hay là 250W thì con này cũng tương tự như thế là 250W. Hiệu suất năng lượng được đánh giá lên đến 4.23. Thế như con kia em đánh hiệu suất năng lượng đánh giá được 2 chấm mấy thôi. Thì đối với con TCL này thì đây là model là 75P635. Thì mọi người có thể thấy là em quay cho các bác con xem con kia. Cái công số kỹ thuật của con 65 con 75P638 nó giống hệt như con 75P635 này. Công suất cũng là 150W và hiệu suất năng lượng cũng là 4.23 rồi nhá. Y hệt như thế này chỉ khác nhau đúng là cái model thôi. Ở đây thì em đang kê con 635 bởi vì con 638 thì em đang không còn chú kê. Ở đây thì các bác muốn xem 638 thì bên em cũng có con 638. Đây em đang cài đặt cho một khách hàng đến tận nơi để mà trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng của bên siêu thị bên em. Ở đây có một con 638 75 inch cũng đang vừa mới cài đặt xong rồi nhá. Đây. Đấy. Đây là bên em đến khách hàng đến tận nơi mà bên em cài đặt cho nhà chú ấy. Đấy. Đã vừa cài đặt xong xuôi đầy đủ rồi. Đấy, các bác xem thì cũng xem thông số kỹ thuật ở đây cho em nhé. Đây, 75P638 các thứ. Thông số kỹ thuật giống hệt con P735 em quay bên kia. Thì vỏ vỏ của nó đây. Vỏ của nó đây các bác nhé, 75 inch. 75 inch này. Đấy, có OK Google này. À, xin quắc, con này dòng P là không có tính năng là OK Google rồi nhá. Model các thứ này, 75P638 rồi nhá. Đây là lộn ngược lại, đâm là nó sẽ như thế này. Đấy, dòng 75 inch thì bên em vừa cài đặt xong cho nhà chú. Với con này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 12.920.000, 12.920 cho dòng phân khúc của TCL. Sẽ giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí trong bán kính là 20 km đầu tiên. Và các bác ở xa thì chúng ta sẽ tính thêm một vài trăm nghìn phí vận chuyển về đấy nữa. Đấy, thiết kế đẹp và nhiều tính năng thông minh trên các dòng TV này. Các bác nào mua hàng có thể qua trực tiếp showroom tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội hoặc là gọi điện qua hotline em để phần mô tả để các bác đặt hàng mua nhé. Các bảo hành điện tử thì em sẽ bảo hành điện tử trong cho các bác trong vòng 2 năm tại nhà và đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Tất nhiên là vẫn sẽ hỗ trợ các bác trong bán kính 20 cây. Mọi người cần mua hàng có thể qua hoặc là liên hệ trực tiếp với bên em rồi nhé. Một trong hai model, một là của bên TCL 75P638 với giá là 12.920.000. Còn đối với của bên LG của chúng ta là 75UQ8000 với mức giá là 16.440.000. OK, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.